Rồi, kính chào cả nhà. Hôm nay em giới thiệu con xe Shibora D238. Con này là 24 ngựa nha các bác. Hai cầu trợ lực lái bên cơ số cơ. Rồi, dọn rửa là sạch sẽ rồi nha. Giờ em làm video cho các bác tham khảo. 80 triệu nha các bác. Đây, bên cơ nha các bác. Ghế là nguyên zin còn rất là êm luôn. Con này số chạy trên vô lăng, tiếng lùi trên vô lăng luôn nha các bác, rất là tiện lợi. 1013 giờ. Chạy 1013 giờ nha. Đây, thì còn tiếng lùi trên vô lăng. Bên cơ số cơ. Trợ lực lái 24 ngựa. Con này mới về luôn nha các bác nha. Dọn dẹp xong xuôi, rửa sạch sẽ rồi. Giờ lên kênh luôn cho các bác xem. À, màn mặt Mạnh ơi, lên nổ test cái ben lên một cái cho nó quay lên cái luôn. Xong rồi chạy ra qua chỗ để xe luôn. Giờ em test cái ben cho các bác xem nha. Cái này mà có xối không các bác? Đó. Có xối đi, có xối đi. Cái dòng này là siêu bền luôn các bác nha. Con này cầu rất là đẹp nè. Có dính đất thôi nha các bác nha. Rất đẹp luôn. Một màu, đây là một màu đỏ mặn của Shibora nha. Rất là đẹp. Mặt nạ trước của nó còn tuyệt đẹp luôn cả nha. 80 triệu cho con 24 ngựa. Trợ lực lái bên cơ số cơ, tiếng lùi trên vô lăng nguyên zin. Bố lửa đồ gì còn rất đẹp luôn các bác. Cái này nước còn ướt chảy xuống nha. Tù đề đồ vàng ống nè. Ốc vít 7 màu. Ốc vít 7 màu luôn các bác này. Đó, con xây sát cho bác thay xem nha. Nguyên si 7 màu luôn nha. Nó còn nước nó còn ướt em rửa. Nhưng mà nước đang khô dần chưa khô hết. Đó, các bác thấy ngay cái nắp bày bẩn của nó nè. Mà nó còn vàng như thế này luôn các bác biết nha. Đó, đất đai còn bám vào trong này em so sát các thấy đó, đất còn bám luôn góc luôn. Con này siêu đẹp nha các bác.
đề phát nổ em run luôn. Ốc vít 7 màu, tay lái trợ lực siêu nhẹ nhàng. Đặc biệt mấy cái dòng Shibura này hai bên cái cảng đó các bác đó, nó làm bằng cái sắt cái này luôn, nó chống cho bác là bùn đất dâng lên, nhưng hôm nay không có giống mấy cái hãng dân mai ép nha, là chỗ này bằng kính đó, mấy cái này rất bền rất chắc. Xe thấp như thế này nhưng vẫn có bara đi lên nha bác, nhưng rất là tiện lợi cho các bác luôn. 238 là 24 ngựa rồi. Con này là số thuế của nó có số thuế ngược luôn nè các bác này. Có số thuế ngược luôn nè, 123 đồng số thuế ngược. Tăng nhanh chậm. Supra D238 80 triệu. Xe nguyên zin đẹp. Phía sau ghế nó có chỗ đồng đồ nghề nè các bác này. Nè rửa mà đất này còn bám nè. Rồi em soi sát các bác thấy không? Đó, đất đai này, rửa nó đâu phải tưởng đơn giản, nó mấy cái xe nhỏ như thế này thôi nha các bác. Mà mình rửa đã một phần gọi là công phu và rất là vất vả rồi. Nói chi là mình chiếc mấy chiếc xe lớn nha. Đó, như vòng của nó rất đẹp luôn. Nếu còn bám đất không? Rồi rửa sát cũng gọi như là đếm trên đầu ngón tay. Đặc biệt mấy cái cảng cầm tay của hãng Shibura này các bác này, nó khác hẳn luôn nha. Cái cảng cầm của nó rất là to và chắc luôn các bác. Ben cơ nha các bác này. Gương chiếu hậu theo xe đàng hoàng. Đó, số chạy trên vô lăng, tính ngồi trên vô lăng. Shibura D238 80 triệu. Cho một con xe đẹp xuất sắc như thế này. Động cơ 3 máy 2 cầu. Đó. Các bác xem sát em này. Bên em rửa nhưng mà chưa sạch nha, vẫn còn mắc cám này. Đó. Để em mới nói là cái xe mà nguyên sinh mà như thế này nha bác, là cái xe rất là đẹp. Rất là đẹp. Bám đầy luôn, rất đẹp luôn nha các bác. 24 ngựa, bơm trợ lực, bơm ben gì mới tanh luôn. Shibura 238 nè các bác. Cái này nước nha, khi em rửa xong nước cũng đang chảy xuống. Đó, mấy cái bụng nó đầy đúng nha bác, nó đầy đúng. Rồi, em thì quay qua vậy thôi, để em sẽ đi tới bốn quả lốp cho các bác tham khảo bốn quả lốp nha. Đốt lốp nè. Lốp trước ở trên cái gai nó thì hơi đang tăng thế này nha bác. Đó, gai còn là khá là cao. Nhưng mà ngay trên cái lốp thì nó có mấy cái nước phần nước răng răng nha. Hơi nước răng răng nha các bác. Gai thì còn khá cao. Lớp Bridgestone 74 của Nhật luôn nha các bác, nguyên xi luôn. Xung quanh phần mâm của nó em hơi tâm tâm như vậy nha các bác. Con này cũng vậy, lớp sau gai cũng rất là cao luôn. Bốn quả lớp nguyên xi Bridgestone. Vì 1.224. Đây em rửa nước nó còn ướt này bác ạ. Xung quanh bình mâm của em nó chỉ có tăm tăm thế này thôi bác nha. Mà em soi đó có thấy này, còn rất đẹp luôn. Tăm tăm cái này này. Không ăn thua gì luôn nha. Gai còn rất là cao luôn các bác thấy không? Mâm ốc nguyên zin. Mâm ốc nguyên zin. Độ cháy độ nổ không bao nhiêu luôn, còn rất là đẹp. Dùng giấm 224.
Shimura D238 hai cầu trợ lực lái bên cơ số cơ tiếng lùi trên vu lăng số chạy trên vu lăng nguyên rin như thế này về rất là đẹp nha các bác, 80 triệu. Các bác nào cần sở con xe xuất sắc như thế này thì nhấc máy liên hệ với em. Hẹn gặp lại các bác những video tiếp theo. Kính chúc cả nhà tràn trề sức khỏe. Kính chào.